qua, 190 nhà khoa học trên thế giới đã đệ đơn lên Liên Hiệp Quốc, đề nghị phải có hướng dẫn cụ thể để tránh bị từ trường ảnh hưởng lên sức khỏe do công nghệ không dây gây ra từ các thiết bị như smartphone hay laptop. Sóng từ trường hủy hoại tế bào sống trong cơ thể của chúng ta. Các tháp vô tuyến đang phủ màn bức xạ lên cộng đồng. Các nhà sinh học đều hiểu rất rõ hủy hoại tế bào làm tăng khả năng gây ung thư. Ông Mark Stingland đề nghị phải có những hướng dẫn cụ thể như nên tắt điện thoại di động hoặc thiết bị không dây khi không cần sử dụng, nhưng đề nghị này gặp phải rất nhiều những khó khăn và phản đối. Không thể thiếu điện thoại di động, chúng tôi sẽ mất liên lạc với nhau. Cho dù có nhiều nguy cơ cho sức khỏe, nhưng vì điện thoại di động quá quan trọng nên ai cũng chấp nhận. Nhóm các nhà khoa học yêu cầu các cơ quan y tế thế giới phải đưa ra yêu cầu kỹ thuật cho các thiết bị di động và giáo dục cảnh báo sức khỏe đối với người sử dụng.